Như anh em thừa biết, phần lớn các SCP vô cùng nguy hiểm, rùng rợn, bí ẩn và được miêu tả vô cùng chi tiết. Những vật thể siêu nhiên thuộc tổ chức SCP tìm thấy đã khiến nhiều người phải rợn tóc gáy vì sự chân thật của chúng. Những sinh vật này được cho rằng phải bị tiêu diệt càng sớm càng tốt. Dẫu rằng đây chỉ một dự án giả tưởng hư cấu trên trang web cùng tên của mình, nó thì đã trở thành huyền thoại với những ai yêu thích lĩnh vực bí ẩn siêu nhiên trên toàn thế giới. Ngược lại với những SCP mà các bạn đã biết, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với anh em một sinh vật khá là kỳ lạ. Nào, cùng mình đến với SCP-191, đứa trẻ người máy. Cấu trúc người máy kỳ lạ. SCP-191 hay còn được gọi là Cyborg Child, đứa trẻ người máy. Nó thuộc phân loại Shape. SCP-191 là một đứa bé gái với độ tuổi không được xác định. SCP-191 được thu hồi bởi đặc vụ tổ chức trong một cuộc hợp tác ngắn với Liên minh Huyền Bí Toàn Cầu. Cuộc đột kích được tiến hành ở phòng thí nghiệm của một vị tiến sĩ giấu tên. SCP-191 là đối tượng thử nghiệm duy nhất được thu hồi từ phòng thí nghiệm. Tất cả các đối tượng thử nghiệm khác đều đã trên cuộc đột kích hoặc do tiến sĩ nói trên bị loại bỏ và bị tiêu diệt do tấn công lực lượng đặc nhiệm. 80% nửa trái khuôn mặt và hộp sọ của SCP-191 đã bị gỡ bỏ, mắt và tai thay thế bằng một hệ thống thu phát phức tạp, cho phép nó nhận và truyền tải không chỉ đầu vào thị giác và thính giác mà còn cả một phổ rộng bức xạ điện tử khác nhau, từ tần số vô tuyến thấp đến tia gamma năng lượng cao. Hàm dưới, răng và thanh quản đã được loại bỏ để thay thế bằng những thiết bị máy móc. Thực quản được định tuyến đến một ống nhân tạo phía sau cổ và khí quản định tuyến trực tiếp đến một thiết bị lọc không khí. Do những thay đổi như vậy, SCP-191 không khả năng nói, mặc dù có báo cáo là nó thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu cùng nhịp thở rất là gấp. Bên cạnh đó, một thiết bị đầu vào, đầu ra được đặt ở cánh tay phải, thay thế xương cánh tay và xương trụ. Thiết bị này bao gồm các giao diện cho một loạt các định dạng hiện đại và lỗi thời, bao gồm GSB, Ethernet, Firewall và DIN 8 pin, cũng như 7 giao diện khác tương ứng với định dạng không được biết đến. Thiết bị này có thể được truy cập bằng cách kéo lan ra trên cánh tay phải, giống như là tay áo sơ mi vậy. Không chỉ có vậy, một mảng vi xử lý 24 nhân được cấy ghép vào não, phiên dịch đầu vào tới tất cả thành phần nhân tạo. Về cơ bản cho phép SCP-191 đọc và ghi dữ liệu máy tính mà không cần sử dụng một giao diện bên ngoài. Thông tin liên lạc nội bộ được thực hiện thông qua cáp quang được cấy ghép qua tế bào thần kinh đệm và toàn bộ hệ thống thần kinh. Thiệt hại ở thần não và tiểu não do thủ tục cấy đã gây hại nghiêm trọng đến khả năng vận động của SCP-191. Bàn tay phải và trí trước bên phải được thay thế bằng thành phần nhân tạo, chủ yếu bằng sợi thép, sợi carbon và một chất giống polymer chưa rõ. Các phần môi trần dễ bị tổn thương và nhiễm trùng. Do thiệt hại ở bò gai đồi thị, SCP-191 đã giảm độ nhạy cảm với đau đớn và nhiệt độ ở tay chân. Phổi, tim và mạch máu lớn được thay thế bằng các chất liệu cơ khí tương đương. Các tiến sĩ xác định rằng hệ thống này sẽ cho phép hệ thống cơ thể của SCP-191 được khởi động lại sau khi chết. Không dừng lại ở đó, các hệ thống tiêu hóa đã hoàn toàn thay đổi, đến mức mà lượng thức ăn thông thường là vừa không cần thiết, vừa nguy hiểm nữa. Chất thải được xử lý thông qua hệ thống thoát nước nằm ở lưng dưới. Các cơ quan sinh sản như tử cung, buồng trứng cũng đã được loại bỏ và thay thế. Quy trình quản thúc. Đứa bé người máy hiện đang được giữ trong một phòng 6m x 6m tại khu 17. Đến nay thì SCP-191 chưa yêu cầu gì về đồ nội thất hay giải trí. Đồ nội thất hiện nay thì khá là cơ bản. Một nệm khung gỗ với một tấm đệm 15cm và chăn, ga trải giường và cô tông chuẩn. Tất cả tấm vải phải được khử trùng mỗi buổi sáng theo quy trình tiêu chuẩn. Tấm đệm sẽ được thay thế định kỳ 6 tháng và đệm cũ thì sẽ phải được tiêu hủy. Một ổ cắm điện chuẩn 220V loại G với một hộp ngắt điện khẩn cấp gồm cầu chì, cầu dao và kim không ách điện nằm bên ngoài phòng. Một khu vực xử lý chất thải nguy hại tiêu chuẩn chất lỏng và chất thải rắn. Tất cả ống thoát nước sẽ trực tiếp dẫn đến một lò đốt. SCP-191 phải được mặc trang phục rộng, không ống, được làm từ 100% cô tông sợi dài. Quần áo mới sẽ được cung cấp mỗi ngày một lần. Đồ đã được mặc sẽ được khử trùng theo quy trình tiêu chuẩn. Phải tắm một lần vào mỗi buổi tối trong một bồn giặt đầy dung dịch nước và thuốc muối. Việc cho ăn hay chính là cung cấp dưới dạng một dung dịch nước muối vô trùng có bổ sung vitamin, khoáng chất, kháng sinh và chất gây tê nhẹ, được thực hiện 2 lần một ngày bằng việc tiêm một ống kim loại nằm ở phía dưới ở cổ. SCP-191 có khả năng tự chăm sóc bị hạn chế, bao gồm xả chất thải và nã ắc quy bên trong. Cần có bản ghi chép lại điện năng tiêu thụ và những thay đổi bất thường trong việc sử dụng điện để báo cáo nhân viên giám sát. Ít nhất là 2 bảo vệ vũ trang phải có mặt trong phòng bất kỳ lúc nào nhân viên liên lạc với SCP-191. Mặc dù một màn hình trong suốt có thể được sử dụng mục đích riêng tư, biện pháp đối phó cho máy tính tiêu chuẩn không hiệu quả,
do thành phần của SCP-191 đủ vững chắc để mà chống lại xung điện từ EMP. SCP-191 có thái độ phản ứng khá là tốt khi mà ở trong phòng giam. Nó hoàn toàn ngoan ngoãn và cũng rất hợp tác. Còn khi không tương tác gì, nó dành phần lớn thời gian ngồi im hoặc cuộn tròn trong tư thế bào thai. Đây có thể là một biểu hiện đau khổ, nhưng rất có thể để tạo sự thoải mái về thể chất, vì thực hiện chuyển động với tư thế bình thường là rất khó. Độ nhạy trí não là có vấn đề, mặc dù khả năng phân tích dữ liệu và liên lạc nhanh chóng khi cơ thể được liên kết một hệ thống máy tính. Nó có vẻ là không thể nào bắt nhịp theo được cuộc trò chuyện với con người, trừ khi họ nói chậm và sử dụng những từ đơn giản nhất. Việc phức tạp thì nó không làm được, trừ khi được hướng dẫn từng bước. Tâm trạng của nó đầy phù hợp, mặc dù hơi khó hiểu. Nó liên tục tỏ ra buồn bã, không giao tiếp bằng mắt, trừ khi được yêu cầu. Và mọi nỗ lực để khiến nó có tâm trạng vui vẻ đều cho thấy không hiệu quả. Tuy nhiên, nó không dấu hiệu tổn thương tinh thần, và đã nói thông qua giao diện máy tính là nó cảm thấy ổn. Vậy thì còn điều gì đáng sợ SCP này? Hãy cùng đón xem nhau các video tiếp theo nhé. Và đến đây thì cũng lại hết rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích, và subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức.